Em mời các bác cảm nhận về chiếc xe này. Một chiếc xe hàng tuyển của bên em. Một chiếc xe còn rất đẹp, rất là mới so với đời. Các bác nhìn xem ở vị trí này. Các bác thấy nước sơn của xe rất sáng bóng. Và cặp đèn pha này là cặp đèn pha xịn. Đấy. Form của nó thì các bác nhìn xem, form của những chiếc xe đời cao rồi, đúng không ạ? Thế mà giá tiền đấy ạ, cũng tương đối là hợp lý. Vâng, tương đối là hợp lý luôn. Chỉ loanh quanh tầm khoảng 3 đồng thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu luôn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc này rồi các bác nhá. Một chiếc xe đến từ hãng Hyundai. Một hãng xe rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, đúng không ạ? Vâng, và đây là nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang muốn review giới thiệu tới toàn thể các bác. Con này của em nó đã lên form mới rồi các bác nhá. Và thiết kế với cần số là tự động đây. Đấy, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh của xe đây. Đấy, khóa khiển đây. Và vô lăng của xe các bác nhìn xem này, vô lăng của xe còn khá là mới luôn. Có tích hợp một số những cái phím điều khiển nằm ở hai bên và có túi khiên toàn được nằm ở giữa, đúng không ạ? Đấy, và có cam hành trình đây, có cửa sổ trời đây. Và trần nỉ của xe các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng và rất là mới. Đăng kiểm của xe vẫn còn các bác nhá. Táp lô, táp ni của xe các bác nhìn xem này, những cái vân, những cái sần các bác nhìn xem nổi lên còn rất là cao luôn. Đây các bác nhìn xem. Đấy. Cổng nghe nhạc đây các bác nhá. Mẫu này của em được mang tên là Hyundai i20 các bác nhá, chứ không phải i30 mà là i20. Vâng, form mới rồi. Đấy, 2013 trở lên thì chiếc xe này cũng đã được lên form mới mà trên thị trường đấy ạ. Trên thị trường em thấy người ta toàn giao bán 340, 350 thôi. Thế nhưng mà bên em bán rẻ hơn cái mức giá đấy rất là nhiều các bác nhá. Đấy, một mức giá rất là êm cho các bác để các bác mua luôn. Các bác yên tâm, các bác mình khi mình có cái tầm tiền như vậy mà mình đang muốn tìm một chiếc xe ăn chắc mặc bền. Đấy, chạy sướng, chạy chắc, chạy đầm và lại bền anh, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm mọi chi phí luôn. Các bác sở hữu luôn cho em, sở hữu ngay cho em chiếc xe này các bác nhá. Vâng, các bác mua thì các bác lợi được một cái đấy là biển số Hà Nội và lốp của xe vẫn còn rất là dày. Đấy, sơn màu trắng là một trong những nước sơn rất là đẹp của những chiếc xe ô tô, đúng không ạ? Màu trắng và màu đỏ là hai màu được giá nhất. Tất cả các dòng xe khác cũng vậy. Vâng, la dọc đúc, phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng an toàn, nguyên bản theo xe, gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn. Và có chế độ cục gương tự động nữa được ấn ở vị trí này các bác nhá. Hệ thống gương kính điều chỉnh điện đây. Đấy, nội thất của xe vẫn còn rất là tươi, sáng đẹp, sạch sẽ. Tìm được một chiếc xe cứng chắc, đẹp mà lại còn zin như thế này thì tất nhiên sẽ không có nhiều các bác nhá. Các bác cảm nhận qua clip này, các bác sẽ thấy được chiếc xe này của em nó đẹp như thế nào. Vâng, và đây là phần đầu của chiếc xe mà em đang quay từ khu vực này. Đấy, các bác nhìn xem nhá. Từ cặp đèn gầm, các bác nhìn xem, còn trong vắt. Cặp đèn pha cũng vậy, trong vắt luôn. Các bác nhìn xem, trong vắt luôn, đèn xịn theo xe các bác nhá. Đấy, sơn xi của xe có thể là soi được gương đầy đủ. Đấy, lốp của xe đây, la răng đúc đây. Tôn vỏ của những chiếc xe nhập khẩu nguyên con, nguyên chiếc này, nó sẽ cứng, nó sẽ chắc và nó sẽ dày hơn một số những dòng xe Việt Nam lắp ráp các bác nhá. Hiện tại thì bên em cũng có một chiếc xe nữa kia, màu kia là màu bạc, đời thấp hơn các bác nhá. Đời thấp hơn và giá thì cũng gần 300 triệu rồi. Còn đây là gương của chiếc xe, các bác thấy là có sinh nhan báo rẽ nằm trên gương này. Và sơn của gương các bác nhìn xem rất sáng bóng và rất là mới luôn. Sơn xi thì mượt mà cả con các bác nhìn xem. Đấy, tay mở cửa đóng mở rất là nhẹ các bác nhá. Kính không xước và kính của xe vẫn là kính zin bọc dán xung quanh rồi. Cái đồ nhựa bên ngoài đây các bác nhìn xem này, đồ nhựa rồi phần gioăng lẹp các thứ các bác nhìn xem không cong vênh, không xấu kém gì hết các bác nhá. Vâng, và tiếp tục đây. Minh ơi, có khách Minh ơi. Vâng, vào đây nha các bác. Các bác xem cho em ở cái vị trí này tiếp theo nữa này. Xe vẫn còn rất là đẹp. Các bác nhìn đây. Rất là đẹp so với đời như cũng đã nói đúng không ạ? Các bác nhìn đây nhá. Cái đồ nhựa nhá. Đây, không phải nói gì, không phải là khen tả hay đâu. Nhưng mà các bác nhìn cho em trực tiếp ở cái vị trí tắp đi cánh cửa này. Đấy, cái đồ nhựa của nó các bác nhìn này. Rất là sáng, sủa và mỡ màng. Đấy, và những cái gân, những cái vân, những cái sần ở đồ nhựa này các bác nhìn xem là không bị xấu và không bị mòn, không bị hao mòn theo thời gian, đúng không ạ? Các bác nhìn xem. Và không bị bạc cũng như là bị xước, không hề luôn. Những công tắc phím bấm ở đây các bác nhìn này. Đấy, những công tắc phím bấm ở đây nó chưa bị bạc màu tí nào cả các bác nhá. Vách cửa
bán nề, rồi lòng trong cũng như gầm sàn của xe là không mục mọt gì các bác nhá. Ở chỗ này thì các bác thấy là tem của nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Một số vị trí con bu lông ốc vít, ốc nhái ở đây là chưa bị vặn tháo, và chỗ này thì nó hơi ố bẩn, các bác về mình có thể đánh đi. Nó sẽ sáng và sạch đẹp hơn các bác nhá. Cột kèo đinh bấm đinh tán của xe này không mất một đinh nào luôn. Và tất cả tình trạng chất lượng của chiếc xe này bên em đã kiểm tra rồi, là một chiếc xe hoàn toàn không có lỗi gì các bác nhá. Không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước và thủy kích, cũng như là về vấn đề an ninh pháp lý, giấy tờ các thứ đấy là chuẩn cho mình yên tâm các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ của xe cũng vậy. Dạ vâng. Đây các bác nhá, các bác nhìn xem bộ ghế da của xe mình còn đẹp đây. Đấy. Ghế da màu đen nhìn rất là sang đúng không ạ? Điều hòa lóng lạnh đầy đủ các bác nhá. Táp lô, táp ni của xe thì còn rất là tươi mới. Rất tươi mới luôn. Mặt đồng hồ đây, vô lăng các bác nhìn các bác biết là vô lăng của xe đẹp như nào rồi đúng không ạ? Đấy, cần số đây, chỗ này là em quay rồi. Và đây là cái cần phanh tay các bác nhá. Cần phanh tay của xe cũng chưa bị mòn xấu luôn này. Đấy. Âm thanh loa đài của xe nghe rất là hay, và đầu đài này là đầu đài zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Ở chỗ này có một số những cái thông tin được hiển thị ở đây. Có gương chống chói, vâng, cam hành trình rất đầy đủ. Tôn vỏ gõ kêu long quang như này, sơn xi của xe thì mượt, bóng bóng mượt cả xe cả con luôn. Gioăng cửa xe không bị rách các bác nhá. Chiếc xe này các bác mua về mà mình không cần phải làm gì, không cần phải mất tiền đầu tư vào đâu nữa, chỉ việc dùng và chỉ việc đi thôi các bác nhá. Đây các bác nhìn xem lòng trong sơn xi của nó rất là đẹp này, và gioăng cửa nó chưa bị xấu, chưa bị rách này. Bốn tấp đi cánh cửa nó đẹp đều, mới đều như nhau hết đây các bác nhìn xem này. Đấy, đồ nhựa nó đẹp chưa? Hiện tại thì em đang quay ở trong nhà nhá. Vâng, cũng đảm bảo độ sáng để cho các bác ngắm luôn. Ở chỗ này bằng chất liệu lỉ này các bác này. Đấy, công tắc kính chỉnh điện đây, loa âm thanh đây. Và các bác nhìn xem đồ nhựa nó còn được như này luôn. Xe không lỗi nha các bác nha, các bác yên tâm về chất lượng của chiếc xe. Lỗi của chiếc xe các bác có thể kiểm tra thoải mái trước khi mình xuống tiền. Hoặc các bác mang xe về nếu mà lỗi tai nạn, ngập nước, giấy tờ không đầy đủ, không pháp lý, với pháp lý mà không sang tên được, các bác mình có thể trả xe nhá. Vâng. Tạo điều kiện làm sao các bác mình mua xe bên em làm sao là nó phải là thuận lợi nhất. Đèn trước đèn sau rất mới, đúng không? Các bác nhìn xem rất mới luôn. Đấy, lóc đây. Chỗ này có đèn nhá. Chỗ này có một công tắc để bấm mở cốp các bác nhá. Đây, bấm phát là mở luôn. Và kia có màn có camera lùi nhá. Camera lùi được gắn ở đây này. Cốp to rộng để đồ thoải mái. Lốp phòng được đặt ở phía dưới. Các bác nhìn xem cái mặt ghế của nó, các bác nhìn này, mặt ghế lý của nó vẫn còn đẹp này, chưa bị xấu và chưa bị rách này. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi, rộng rãi và mình có thể là ngồi được trên 5 người nhá. Thoải mái trên 5 người các bác nhá. Và đèn đây các bác ơi, các bác nhìn đèn cho em này. Đèn đó một xe rất là mới luôn này. Lốp đây nhá, lốp dày chưa? Các bác nhìn xem này, lốp rất dày này. Vâng, và một cánh cửa tiếp theo nữa đây, các bác nhìn xem mép cánh cửa nó này, keo chỉ nó vẫn còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin luôn này. Những cái phần cánh cửa các bác nhìn xem, bốn cánh của nó là đẹp đều như nhau, mới đều, sáng đều như nhau hết đây các bác nhìn này. Đấy, không có hiện tượng xấu kém gì ở cái khu vực này cả, đúng không? Đây. Các bác trên toàn quốc, các bác ở các tỉnh gần xa, các bác cùng ngắm đi, cảm nhận đi. Nếu mà thấy chiếc xe này phù hợp, xem hết video và gọi điện trực tiếp cho bên em để bàn bạc về giá cả, để thương lượng về giá cả các bác nhá. Các bác yên tâm là sẽ có một mức giá tốt nhất thị trường để các bác yên tâm là mua được. Đấy, vâng. Em cân đối giá tốt nhất cho mình nhá. Đấy, cửa đóng rất là chắc. Các bác nhìn xem rất là khít các bác nhá. Khít và rất chắc đây. Cái đường gân của nó thẳng tắp, đường gân của xe rất đẹp nha các bác. Vâng, vào đây các bác nhìn xem phần mép cánh cửa này. Đấy, mép cánh cửa này. Đây nữa này. Đấy, cửa đẹp chưa? Ok chưa ạ? Bốn cánh của nó là đều đều như nhau hết các bác nhá. Nó đều đều như nhau hết đây này các bác này. Đấy, đều đều như nhau hết. Đấy, chỗ này lý nhá. Gioăng cửa đây nhá. Lòng trong vách cửa tiếp theo nữa đây nhá. Đây nữa các bác nhá. Vâng, đây. Ok chưa ạ? Rồi đây nhá. À, các bác đón xem. Vâng. Đây. Đối với cái vị trí này thì các bác thấy này. Đồ nhựa nó đẹp như thế này luôn này. Đấy. Rất là tươi, rất là sáng và mỡ mà. Chỗ này có một cái cốp để đựng đồ. Đấy.
mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường và đầy đủ hết. Các bác mua về mà mình không cần phải sửa hay làm gì hết các bác nhá. Đi luôn, dùng ngay, dùng luôn thôi. Đây các bác này. Vâng đây, các bác nhìn nhá. Đây là phần đầu của chiếc xe, các bác nhìn xem. Nước sơn bóng mượt cả con. Nhìn rất long lanh và không khác gì là một con xe mà chạy lướt cả đối với. Các bác nhìn xem phần bên ngoài, rất là long lanh. Khung vỏ thân gầm của những dòng xe Hyundai nhập khẩu này thì các bác mình không thể chê được đối với những cái dòng xe như này rồi. Đấy. Nói chung là chạy rất là chắc luôn, thân vỏ nó cứng dày. Các bác nhá, rất là cứng và rất là dày luôn đối với dòng xe này. Vâng, như vậy thì bên đây em cũng đã quay giới thiệu cho các bác mình biết. Và tiếp theo nhá. Tiếp theo thì các bác thấy này, đây là gầm này. Đấy, gầm đây. Không có một hiện tượng gì nữa nào. Kém hay là mục mọt các bác nhá. Tiếp quay cả gầm nữa. Cả máy nữa. Linh ơi bảo quyền cơm nước nhá. Nấu dưới. Vâng. Bây giờ em đang quay vào lúc giữa trưa các bác ạ. Kiểu khách đến xem xe kìa. Các bác nếu không đến được thì bên em sẽ ship chuyển xe đến tận nhà tận nơi cho toàn các bác nhá. Nhanh gọn, thoải mái, rất là nhanh gọn thoải mái luôn. Nếu miền Nam thì các bác nhận cho em xe tầm khoảng sau 3 ngày. Còn miền Bắc thì trong ngày luôn các bác nhá. Xa xa thì có thể là ngày rưỡi đấy. Các bác nhìn xem. Long lanh đúng không ạ? Rất là long lanh. Kính của xe là không hề bị xước, không hề bị xước tí nào luôn các bác nhìn này. Lóc đây nhá. Đấy, đây. Ok chưa? Các bác đã thấy được tình trạng chất lượng của xe như nào. Gầm gầm đây. Đấy, gầm này con nhá. Ok chưa? Gầm rất đẹp. Ngay bây giờ là phần khoang máy động cơ của xe. Với động cơ máy 1.4 nhiên liệu của dòng xe này nó loanh quanh chỉ tầm khoảng là trên dưới 5 lít trên 100 km thôi các bác ạ. Rất là ít xăng nhá. Rất là ít xăng luôn. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này thì nó ăn xăng. Vâng. Đây, đây chính là phần khoang máy động cơ của con xe Hyundai i30 mà em đang giới thiệu tới các bác. Máy của xe rất là đẹp, rất là sáng và khô khan, sạch sẽ, lỗi êm ru các bác nhá. Không lỗi máy và không lỗi số, máy số cực ngon, bên em đã kiểm tra rồi. Vừa zin lại vừa chất các bác nhá, vừa zin lại vừa chất. Đấy, cho nên là bác nào mà đang đúng chân, đang có tầm tiền như vậy thì hãy xem và gọi điện trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Vâng, đây là ba số Zalo, cũng là ba số các bác mình alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn, để được chốt xe, được bàn bạc về mọi thứ các bác nhá, mọi thủ tục. Bên em có hỗ trợ ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, sang tên đổi biển hoặc là làm công chứng ủy quyền cho mình, giữ nguyên biển Hà Nội làm công chứng ủy quyền cho mình bất cứ đâu trên toàn quốc các bác nhá. Các bác mua chiếc xe này sau này bán rất là dễ luôn, bán sẽ được giá bởi vì chất em không nói đến rồi, nhưng mà em đang nói là cái biển Hà Nội này. Đấy. Biển Hà Nội nó sẽ có giá trị hơn các bác nhá. Màu lại đẹp nữa, các bạn, chất xe đẹp nữa, cho nên là các bác mình sau này mình mua những dòng này bán sẽ không bị mất giá đây này. Vâng. Ok nhá, thì thế nào còn gì nữa nhỉ? Bây giờ bên em có chương trình là thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ khi mình không có nhu cầu sử dụng nữa và có đổi tất cả các dòng xe. Đổi tất cả cái đổi xe máy, đổi các, đổi ngang các bác nhá. Vâng, và bác nào mà muốn xem và biết thêm những chiếc xe khác nữa của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng thì hãy vui lòng nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow trên kênh TikTok để xem thêm và đồng hành với bên em trong thời gian tới các bác nhá. Rất nhiều xe, rất là nhiều video đăng tải lên, các bác mình cứ xem và tham khảo đi, đúng chân, thích mẫu nào thì mua mẫu đó. Và bác nào đang ngồi rảnh tay nhấn cho em xin những cái lần like như thế này, những lần tim như thế này và những lần chia sẻ nữa. Em cảm ơn toàn thể các bác. Vâng, cũng là một cách tương tác giữa hai bên rất là tốt luôn đây các bác ạ. Cảm ơn các bác đã xem video này, cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt các bác nhé.